tiến thủ, nhưng khi kéo con về đọc sách, không ngờ thái tử không chịu đi với mẹ, ngược lại không rời Thanh Loan. Hoàng đế liền đưa cô và thái tử rời đi. Võ Mị Nương không thể cứ chờ đợi như vậy, nếu như còn để lâu dài, cả hậu cung sẽ bị con yêu quái này mê hoặc. Thế là cô đành phải giở thủ đoạn, đích thân đến thăm cung của Trần Phi, cố ý làm rơi khăn xuống đất. Không ngờ một con chó ở đâu chạy ra, liền mang chiếc khăn tay đi mất. Võ Mị Nương liền bảo Trần Phi đi giúp đỡ, mang khăn tay lại cho mình. Không ngờ Trần Phi vừa đi đã gặp họa. Cung tên xuyên qua người, nhưng cô vẫn không bị thương. Mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc. Võ Mị Nương vốn muốn nhân cơ hội giết Thanh Loan, nhưng không ngờ đến lại chính mắt nhìn thấy điều thần kỳ như vậy. Cô bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào Thanh Loan là hồ ly trong truyền thuyết mê hoặc người? Từ khi cô ta nhập cung, không chỉ mê hoặc hoàng đế, còn dùng pháp thuật khiến các phi tử bênh vực. Hôm nay đến cả con trai Võ Mị Nương cũng bênh vực cô. Cả ngày ở bên Thanh Loan, đối xử với người mẹ ruột của mình cũng lạnh nhạt. Lần này cô cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Một ngày không diệt trừ Thanh Loan, cô đều cảm thấy bất an. Mà Thanh Loan cũng nhìn ra Võ Mị Nương đang bí mật điều tra, là đích thân nói cho cô đáp án. Thấy khuôn mặt Thanh Loan phút chốc biến thành hồ ly, Võ Mị Nương bị dọa hét lên. Chưa đợi cô phản ứng, Thanh Loan một tay bóp cổ cô, cảnh cáo cô còn dám hại mình thì sẽ cho cô chết không toàn thây. Khi cổ Võ Mị Nương sắp bị bóp gãy, cô hét lên. Cô tỉnh dậy từ cơn mơ, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng cho dù như vậy, Võ Mị Nương vẫn nghi ngờ. Một ngày nọ, thái tử bắn được một con bồ câu đưa cho mẹ xem. Võ Mị Nương kinh ngạc phát hiện trên đó thật sự là vó một ống truyền tin, tự dưng có được cơ hội. Mị Nương mở ra xem, phát hiện bên trong là tình báo. Nhưng cô nhớ rõ ràng, trong cung chỉ có Thanh Loan là nuôi nhiều bồ câu, đây chính là lúc cô diệt trừ cô ta. Thế là đưa bằng chứng đi thẩm vấn Thanh Loan, còn cố ý kêu Hách Lan Tâm gọi hoàng đế đến, để tránh đến lúc đó hoàng thượng lại bảo mình vu cáo cô. Nhưng chỉ dựa vào một con bồ câu đã định tội Thanh Loan, hoàng đế cho rằng như vậy quá qua loa.